Cô chào các con. Chào mừng các con đến với kênh học bài ở nhà của cô, môn học vần lớp 1 trong chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách cánh diều. Các con lật sách ra trang 122-123. Bài học của các con có vần on, off. Trước khi học bài, các con đọc bài cũ cho cô. Các con đọc lại theo cô. Nam Yết của em. Nam Yết nằm giữa biển như nét chấm nhỏ trên bản đồ Việt Nam. Từ xưa Việt Nam đã làm chủ Nam Yết. Nam Yết có nhà cửa, có đèn biển. Chiến sĩ ở đó như ở nhà. Nam Yết là bộ phận của cơ thể Việt Nam. Chuyển sang bài mới. Hôm nay các con học vần gì? À, vần on. Vần on được tạo bởi mấy âm? Âm nào đứng trước? Âm nào đứng sau? Vần on được tạo bởi hai âm. Âm o đứng trước, âm n đứng sau. Đánh vần cho cô. O, n, on. O, n, on. O, n, on. Đọc trơn. On. On. Vần mới thứ hai các con học là vần ót. Vần ót được tạo bởi mấy âm? Và âm nào đứng trước, âm nào đứng sau? Vần ót được tạo bởi hai âm. Âm o đứng trước, âm tờ đứng sau. Đánh vần cho cô. O, tờ, ót. O, tờ, ót. O, tờ, ót. Đọc trơn cho cô. O. Các con đọc lại. O, n, on. On, o, tờ, ót. Ót. Đây là chữ in thường, dùng để in sách báo. Cô giới thiệu các con chữ viết thường. On, ót. Các con chuyển vào bài. Các con làm quen tranh vẽ. Tranh vẽ gì các con? À, tranh vẽ mẹ. Đây là mẹ, đây là con. Tiếng nào các con học rồi? Tiếng mẹ học rồi. Tiếng nào các con hôm nay học? Tiếng con. Tiếng con có âm nào ghép với vần nào? Âm cờ ghép với vần on. Đánh vần cho cô. Cờ on con. Cờ on con. Cờ on con. Đọc trơn. Con. Tiếng con có trong từ mẹ con. Các con đọc. O, n, on. Cờ on con. Mẹ, con. Bức tranh vẽ gì tiếp theo? À, đây là chim. Chim hót. Từ mới hôm nay các con học là chim hót. Tiếng nào học rồi? Tiếng chim học rồi. Còn lại tiếng hôm nay học là tiếng hót. Vậy trong tiếng hót âm nào học rồi? Âm hờ học rồi. Dấu thanh sắc học rồi. Vần hôm nay học là vần ót. Các con đánh vần tiếng cho cô. Hờ ót hót sắc hót. Hờ ót hót sắc hót. Hờ ót hót sắc hót. Đọc trơn. Hót. Tiếng hót trong từ nào? Chim hót. Đọc lại cho cô. O, tờ, ót. Hờ ót hót sắc hót. Chim hót. Các con đọc lại. O, n, on. Cờ on con. Mẹ con. O, tờ, ót. Hờ ót hót sắc hót. Chim hót. Các con chuyển sang phần tìm từ ứng với mỗi hình. Từ thứ nhất là gì? À, bức tranh thứ nhất là gì? Thứ hai là gì? Thứ ba là gì? Tiếp tục thứ tư và thứ năm. Để tìm được từ ứng với nội dung tranh thì các con đọc cho cô từ nón lá. Nón lá. Quả nhót. Quả nhót. Rót trà.
rót trà, sọt cá, sọt cá, ném còn. Các con đọc lại. Nón lá, quả nhót, rót trà, sọt cá, ném còn. Các con tìm từ ứng với mỗi tranh cho cô. Nón lá. Đây là từ nón lá nối với chiếc nón. Quả nhót. Tranh này vẽ quả nhót. Tiếp tục. À, rót trà. Đây là tranh vẽ tách trà và bình trà khi rót trà. Tiếp tục. Sọt cá. Cá đựng ở trong sọt, ta gọi là sọt cá. Ném còn. Ném còn là một trò chơi. À, đọc lại cho cô. Nón lá, quả nhót, rót trà, sọt cá, ném còn. Các con tiếp tục chuyển sang phần tập đọc. Nội dung của bài tập đọc các con hôm nay: mẹ con cá rô, phần 1. Ở đây, đây là cá rô. Cá rô thường hay sống ở ao, hồ, sông, suối. Lắng nghe cô đọc nội dung bài mẹ con cá rô. Rô mẹ đi kiếm ăn, dặn con ở nhà chớ đi xa nhé. Rô con dạ, rõ to. Mẹ vừa đi, rô con liền tót ra ngõ. Nó rủ cá cờ lên bờ, xem ở đó có gì lạ. Cá cờ can: mẹ bạn dặn chớ đi xa mà. Rô con đáp: bờ hồ gần lắm. Diệu Anh kể. Để đọc được tiếng từ lưu loát thì các con cần luyện đọc cho cô các từ sau. Kiếm ăn. Các con đọc lại. Kiếm ăn. Rõ to. Rõ to. Rõ to. Tót. Tót. Gần lắm. Gần lắm. Cô và các con tìm hiểu xem bài có bao nhiêu câu. Câu 1, rô tới con. Câu 2, con tới nhé. Câu 3, rô tới to. Câu 4, mẹ tới ngõ. Câu 5, rủ lạ. Câu 6, cá đến can. Câu 7, mẹ đến mà. Câu 8, rô đến đáp. Và cuối cùng là câu 9. Các con lần lượt đọc cho cô. Các con ngắt hơi ngay dấu phẩy ở vị trí chữ ăn. Rô mẹ đi kiếm ăn, dặn con. Rô mẹ đi kiếm ăn, dặn con. Tiếp tục. Ngắt hơi ở dấu phẩy ngay chữ nhà. Các con đọc: con ở nhà chớ đi xa nhé. Con ở nhà chớ đi xa nhé. Chuyển sang câu 3. Rô con dạ, rõ to. Rô con dạ, rõ to. Chuyển sang câu 4. Câu này ngắt hơi ở dấu phẩy ngay vị trí chữ đi. Đọc lại cho cô.
Mẹ vừa đi, rô con liền tót ra ngõ. Mẹ vừa đi, rô con liền tót ra ngõ. Chuyển sang câu 5. À. À, nó rủ cá cờ lên bờ xem ở đó có gì lạ. Các con đọc lại. Nó rủ cá cờ lên bờ xem ở đó có gì lạ. Câu này dài, các con ngắt hơi ở ngay chữ xem. Các con đọc lại. Nó rủ cá cờ lên bờ xem ở đó có gì lạ. Chuyển sang câu 6. Cá cờ can. Cá cờ can. Chuyển sang câu 7. Đọc lại. Mẹ bạn dặn chớ đi xa mà. Mẹ bạn dặn chớ đi xa mà. Qua câu 8. Các con đọc. Rô con đáp. Rô con đáp. Chuyển sang câu 9. Các con đọc. Bờ hồ gần lắm. Bờ hồ gần lắm. Cô và các con vừa luyện đọc từng câu xong, các con chuyển sang luyện đọc đoạn. Cô phân làm hai đoạn. Từ chữ rô đến rõ to, từ chữ mẹ đến hết bài. Cô phân làm hai đoạn, các con đọc cho cô. Các con đọc. Rô mẹ đi kiếm ăn, dặn con. Con ở nhà, chớ đi xa nhé. Rô con, dạ, rõ to. Chuyển sang đoạn 2. Các con đọc lại cho cô. Mẹ vừa đi, rô con liền tót ra ngõ. Nó rủ cá cờ lên bờ xem ở đó có gì lạ. Cá cờ can. Mẹ bạn dặn chớ đi xa mà. Rô con đáp bờ hồ gần lắm. Các con đọc toàn bài. Các con đọc theo cô. Mẹ con cá rô. Rô mẹ đi kiếm ăn, dặn con. Con ở nhà, chớ đi xa nhé. Rô con, dạ, rõ to. Mẹ vừa đi, rô con liền tót ra ngõ. Nó rủ cá cờ lên bờ xem ở đó có gì lạ. Cá cờ can. Mẹ bạn dặn chớ đi xa mà. Rô con đáp bờ hồ gần lắm. Các con lắng nghe cô đọc lại. Mẹ con cá rô.
Rồi mẹ đi kiếm ăn dặn con ở nhà chớ đi xa nhé. Rồi con dạ rõ to. Mẹ vừa đi rồi con liền tót ra ngõ, nó rủ cá cờ lên bờ xem ở đó có gì lạ. Cá cờ can. Mẹ bạn dặn chớ đi xa mà. Rồi con đáp, bờ hồ gần lắm. Đó là nội dung bài tập đọc của các con hôm nay. Các con chuyển sang ý nào đúng? Rô mẹ vừa đi, ý thứ nhất. Rô con đã rủ cá cờ lên bờ, ý thứ hai. Cá cờ đã rủ rô con đi xa. Theo con, ý nào đúng? Các con nêu cho cô ý A hoặc ý B. Đúng rồi, ý A đúng. Rô con đã rủ cá cờ lên bờ. B. Lẽ ra trước khi đi chơi, rô con phải xin phép mẹ thế nào? Lẽ ra trước khi đi chơi, rô con phải xin phép mẹ thế nào? Mỗi em một ý, các con có thể nêu lên được theo ý đúng của mình. Các con có thể nói mẹ ơi cho con đi chơi à, hoặc là mẹ ơi cho con lên bờ, hoặc là đi đâu hay đi chơi xa, tùy theo ý đúng của bài. Hoặc các con ở nhà muốn đi chơi phải xin phép bố mẹ ông bà mới được đi. Các con chuyển sang bài đọc. O n on cờ on con mẹ con. O tờ ót hờ ót hót sắc hót chim hót. Các con đọc lại từ: nón lá quả nhót, rót trà, sọt cá, ném còn. Mẹ con cá rô, rô mẹ đi kiếm ăn dặn con ở nhà chớ đi xa nhé. Rô con dạ rõ to. Mẹ vừa đi, rô con liền tót ra ngõ, nó rủ cá cờ lên bờ xem ở đó có gì lạ. Cá cờ can. Mẹ bạn dặn chớ đi xa mà. Rô con đáp, bờ hồ gần lắm. Các con đọc xuống phần dưới. On mẹ con, ót chim hót. Vậy hôm nay các con học mấy vần? Vần gì? Vần on. Vần on có trong tiếng nào? Có trong tiếng con và trong từ mẹ con. Vần tiếp theo các con học là vần gì? Vần ót. Vần ót có trong tiếng nào? À, trong tiếng hót và trong từ chim hót. Đó là nội dung bài học hôm nay của các con. Vậy khi học vần, các con lưu ý, ở sách báo người ta thường hay dùng chữ in thường, nhưng khi viết các con lưu ý ta phải dùng chữ viết thường. Các con ôn lại: o n on, on, o t o, o. Tiết học các con đến đây đã hết rồi. Cô chúc các con chăm ngoan học giỏi. Cô chào các con, hẹn các con ở tiết học sau. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy bình luận cảm ơn ở phía bên dưới để chúng tôi có thêm nhiều động lực để làm ra được những video hay hơn nữa nhé. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái hình chuông ở phía bên cạnh để xem được những video sớm nhất.